Khi vòng 3 Knights V-League năm 2023-2024 khép lại, các đội bóng chuyển sự chú ý vào FIFA Day và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, không khí tại V-League vẫn nặng nề do những bất bình về quyết định của trọng tài, nhất là tại câu lạc bộ Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Sau chiến thắng 3-1 của Thanh Hóa trước Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Veliza Popov của Thanh Hóa bày tỏ sự không hài lòng vì bàn thắng hợp lệ của Romario bị từ chối. Tình huống này, nếu có VAR, có thể đã được giải quyết khác. Mặt khác, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh cũng tỏ ra thất vọng khi công nghệ VAR không thể giúp đội nhà tránh khỏi quyết định có vẻ như không công bằng trong trận thua 0-1 trước Viettel. Điều này chứng tỏ, dù có sử dụng VAR, tranh cãi vẫn không thể tránh khỏi trong bóng đá. Cùng lúc, ở ngoại hạng Anh, dù đã áp dụng VAR 5 mùa giải, vẫn có những pha bóng gây tranh cãi, điển hình như bàn thắng của Newcastle trong trận đấu ngày 4 tháng 11 chống lại Arsenal. Tất cả những sự việc này cho thấy, VAR không phải là giải pháp toàn diện cho những mâu thuẫn xung quanh quyết định của các trọng tài.